Chào cả nhà mình nha. Sáng ra đi lên tầng 20 thấy cái vườn hoàng yến này nó nở rực rỡ hơn mọi ngày nữa cả nhà ơi. Nhiều 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 lắm nè, đẹp chưa? Nở thành từng chùm như vậy á. Rồi, chúc cả nhà hôm nay cũng là một ngày rực rỡ trong cuộc đời của mình nha. Mình sẽ làm việc thật là hiệu quả và đạt được nhiều kết quả tốt nha. Đẹp quá à, cả nhà thấy sao? Thôi, bây giờ quay qua vấn đề chính, đó chính là đọc sách thôi nha. Trước khi đọc sách là Thủy sẽ phải uống một ly prebiotic thôi. Mời cả nhà chất xơ nha. Cả nhà ơi, mình nhớ là phải vệ sinh đường ruột của mình. Cả nhà nghe cái khái niệm vệ sinh đường ruột nghe nó lạ không? Ta vệ sinh những cái ngoài chứ. Ai vệ sinh đường ruột làm sao vệ sinh? Thì mình đâu có thể là áp dụng những cái pha bình thường là mình dùng những cái chất tẩy rửa gì đâu. Đó, thì ở đây mình sẽ dùng chất xơ, nó sẽ quét đi trong đường ruột của mình để cho mình detox, thanh lọc những cái cặn bã không tốt trong đường ruột ra. Cái đường ruột mà tốt rồi thì là mình ăn uống nó cũng thoải mái, là không có khó chịu và hấp thu được hết những cái nhiều chất. Lát nữa uống tiếp. Bây giờ tiếp tục với cuốn sách Sức mạnh tiềm thức nha cả nhà. Nó rất là hay nha. Nó là một cái khoa học luôn chứ không phải là một cái mê tín dị đoan. Rồi hôm nay là mình, bữa trước là mình học đọc tới phần những nguyên lý trị liệu khác nhau. Và mình có một cái câu là đúng là có nhiều người có thể có những lý thuyết hoặc phương pháp riêng của mình, nhưng chỉ có một tiến trình chữa lành duy nhất, đó là niềm tin. Và chỉ có một sức mạnh chữa lành duy nhất, đó là sức mạnh của tiềm thức. Và hãy lựa chọn thuyết lý thuyết, niềm tin và phương pháp nào có sức lay động nhất đối với bạn. Hãy vững tin rằng nếu có lòng tin, bạn sẽ nhận được kết quả mong muốn. Và hôm nay tiếp tục đọc qua cái thí nghiệm của Berham. Hippolyte Berham 1840 tới 1919 là giáo sư y khoa tại Nancy, Pháp. Ông là một trong những người đầu tiên giải thích sự ám thị của các nhà trị liệu phát huy tác dụng thế nào đối với bệnh nhân thông qua tác động của tiềm thức. Berham cũng lấy câu chuyện về một người đàn ông bị đớ lưỡi làm ví dụ. Bệnh nhân này đã áp dụng rất là nhiều biện pháp điều trị nhưng tất cả đều vô hiệu. Thế rồi một ngày nọ, bác sĩ của ông tuyên bố mình đã tìm hiểu về một công cụ chữa bệnh mới chắc chắn sẽ rất hiệu nghiệm. Đoạn vị bác sĩ đặt một nhiệt kế nhỏ vào miệng bệnh nhân. Người bệnh ngỡ rằng đấy chính là dụng cụ có thể chữa hết bệnh cho mình. Vài phút sau, ông ta reo lên vui sướng và nói rằng lưỡi mình đã có thể cử động lại bình thường. Berham nói tiếp, và trong các ca bệnh mà tôi từng trực tiếp điều trị cũng có không ít trường hợp tương tự. Một cô gái trẻ sau 4 tuần bị tắc tiếng đã tìm đến văn phòng của tôi nhờ điều trị. Sau khi chuẩn đoán kỹ lưỡng, tôi nói với các sinh viên của tôi rằng đối với chứng tắc tiếng, chúng ta có thể dùng dòng điện để chữa trị. Thật ra, điều tôi nói chỉ có tác dụng như một sự ám thị. Tôi nhờ người mang đến một bộ thiết bị cảm ứng, tôi áp tay lên thanh quản của cô gái và di chuyển một chút rồi nói, bây giờ cô có thể nói to lên. Ngay lập tức cô nói A, rồi B, rồi Maria. Cô gái cứ thế tiếp tục nói theo bản năng. Và rồi chứng tắc tiếng đã biến mất. Ở đây, Berham đang chứng tỏ sức mạnh của lòng tin và sự kỳ vọng của bệnh nhân và vốn tác động như một sự ám thị mãnh liệt đối với tiềm thức. Rồi phần nhỏ là ám thị gây ra những đốm xuất huyết và có thể dùng ám thị để gây ra những chứng xuất huyết. Và để chứng minh điều này, tiến sĩ Berham đã thôi miên một người, sau đó truyền cho anh ta một lời ám thị sau. Và 4 giờ chiều hôm nay, sau đợt thôi miên, anh sẽ vào văn phòng của tôi, ngồi xuống ghế bành và khoanh hai tay trước ngực. Lúc đó, mũi của anh sẽ bắt đầu chảy máu. Và chiều hôm đó, người thanh niên đã hành động đúng như những gì mà tiến sĩ Berham đã nói. Sau khi khoanh hai tay trước ngực, một vài giọt máu đã chảy ra từ lỗ mũi trái của anh ta. Một lần khác, Berham đã viết tên một bệnh nhân lên hai cẳng tay anh ta
bằng đầu chì cùn của một dụng cụ trong lúc bệnh nhân đang trong trạng thái thôi miên. Đoạn Berhem nói, vào lúc 4 giờ chiều hôm nay, anh sẽ đi ngủ, hai tay anh sẽ chảy máu theo những đường nét tôi đã vạch. Và tên anh sẽ hiện lên với những mẫu tự bằng máu. Bệnh nhân được theo dõi kỹ lưỡng trong chiều hôm đó, và vào lúc 4 giờ anh ta thiếp ngủ và trên tay trái của anh ta bắt đầu nổi lên những vệt đỏ tươi, thậm chí còn có vài giọt máu rỉ ra ở vài chỗ. 3 sáng sau, mặc dù đã phai dần nhưng những chữ cái đó vẫn còn hiện lên mờ mờ. Và những sự kiện này chứng tỏ tính đúng đắn của cùng lúc hai định đề cơ bản được trình bày trước đó. Cụ thể là sự phục tùng thường xuyên của tiềm thức đối với sức mạnh ám thị và sự kiểm soát hoàn toàn của tiềm thức đối với những chức năng, giác quan và tình trạng cơ thể. Tất cả những hiện tượng nói trên chứng tỏ sự ám thị có thể gây ra những điều dị thường. Chúng là bằng chứng thuyết phục khẳng định rằng thâm tâm hay là tiềm thức, một người nghĩ thế nào thì anh ta sẽ thấy ấy. Rồi, quan trọng nhất là những điểm lại những ý cần nhớ đây cả nhà. Phần đây là phần quan trọng của một cái chương sách này, để mình đọc thì nhiều nhưng mà mình cần phải biết tóm lược lại và mình cần nhớ cái gì. Điểm lại là số 1, hãy thường xuyên nhắc nhở bản thân rằng sức mạnh chữa lành nằm trong tiềm thức. Hãy nhớ rằng lòng tin như một hạt giống gieo vào lòng đất, nó sẽ lớn lên theo chủng loại của nó. Và hãy gieo ý niệm hạt giống vào tâm trí, chăm bón, tưới phân nó bằng niềm hy vọng và nó sẽ đơm hoa kết trái. Rồi cái số 3 là những sự chữa lành thần diệu bạn được nghe tại những nơi linh thiêng khác nhau là do trí tưởng tượng cộng với niềm tin vô điều kiện vốn tác động lên tiềm thức, phóng thích sức mạnh chữa lành. Cái thứ 4 là mọi bệnh tật đều bắt nguồn từ tâm thức, sẽ không có gì xảy đến cho cơ thể trừ phi có một hình mẫu tinh thần tương ứng. Số 5, các triệu chứng của hầu hết mọi căn bệnh đều có thể xảy ra trong bạn do ám thị thôi miên. Và điều này cho thấy sức mạnh của những suy nghĩ của bạn. Và chỉ có những tiến trình chữa lành duy nhất đó là niềm tin. Và chỉ có một sức mạnh chữa lành duy nhất, đó chính là tiềm thức. Và bất luận đối tượng của niềm tin trong bạn là thật hay giả, bạn vẫn sẽ nhận được kết quả. Kết quả đáp lại là những ý nghĩ trong tâm thức của bạn. Vì vậy, hãy xem niềm tin như một ý nghĩ trong tâm thức và tiềm thức sẽ nương theo đó mà hoạt động. Cảm giác khỏe mạnh tạo ra sự khỏe mạnh, cảm giác sung túc tạo ra sự sung túc và cảm giác hạnh phúc tạo ra niềm hạnh phúc. Đúng rồi, mình hãy tự cho mình làm mỗi ngày là một ngày tuyệt vời để mình chiến thắng, là một ngày tuyệt vời để chúng ta sống trong cuộc đời, là một ngày ta thêm được yêu thương. Rồi hay là người ta có một cái câu là cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy cho tôi một ngày mới để yêu thương. Đó, thì chúng ta hãy thức dậy với một cái tâm thế là vui vẻ và những điều tốt đẹp sẽ đến với ta, tại vì ta đã tự tạo niềm hạnh phúc cho mình rồi. Và khi bản thân mình thoải mái thì cả nhà cứ để ý ha, mình thoải mái thì mình làm cái việc gì mình cũng thấy nó bắt đầu làm, mình cũng cảm thấy nó vui vẻ, nó cảm thấy nó không có áp lực thì tất nhiên là làm tốt nhất rồi. Trạng thái tinh thần tốt thì nó mới làm việc tốt và mình mới kết nối với những người xung quanh tốt chứ. Mình ai chẳng thích gặp một người vui vẻ, tràn đầy năng lượng, tích cực để cho họ được cũng vui vẻ lay theo. Còn nếu mà mình cứ ụ một đống một ngày như vậy thì ai mà dám lại gần. Rồi, thôi đi qua phần câu số 5, chương số 5, chữa trị tinh thần trong thời hiện đại. Hãy suy nghĩ và hoạch định một cách độc lập những phương pháp truyền thống và hãy biết rằng luôn có câu trả lời và giải pháp cho mọi vấn đề. Sự chữa lành là gì? Sức mạnh chữa lành này đến từ đâu? Và làm sao có thể áp dụng nó trong thực tế? Đây là những câu hỏi quan trọng mà tất cả chúng ta đều quan tâm sâu sắc. Câu trả lời đơn giản, sức mạnh chữa lành nằm trong tiềm thức của mọi người. Và chính thái độ tinh thần thay đổi từ phía người bệnh sẽ phóng thích sức mạnh chữa lành này. Thực tế, các nhà tâm lý học, tâm thần học chưa từng trực tiếp chữa lành cho một bệnh nhân nào cả, mà họ chỉ tạo nên sự thay đổi kỳ diệu bằng cách phá bỏ những trở ngại tinh thần nơi bệnh nhân. Nhờ đó, sức mạnh chữa lành có thể được phóng thích
giúp sức khỏe của bệnh nhân được phục hồi. Tương tự, các bác sĩ phẫu thuật cũng chữa lành cho bệnh nhân bằng cách khai thông chướng ngại về thể chất, cho phép dòng năng lượng của chữa lành vận hành trôi chảy. Như đã trình bày ở trên, chúng ta có thể áp dụng nhiều cách khác nhau để phá bỏ những chướng ngại tinh thần, cảm xúc và thể chất vốn ngăn trở dòng sinh khí có khả năng chữa lành chảy tràn vào cơ thể mình. Nếu được định hướng đúng đắn, năng lực chữa lành cư ngụ trong tiềm thức của bạn có thể chữa lành mọi bệnh tật cả về tinh thần lẫn thể xác. Năng lực chữa lành này vận hành trong tất cả mọi người, bất kể tín ngưỡng, tôn giáo, màu da hay chủng tộc. Phép chữa trị tinh thần hiện đại dựa trên chân lý rằng vô lượng trí huệ và sức mạnh của tiềm thức sẽ hưởng ứng theo niềm tin của bạn. Một số nhà tâm thần học hay mục sư thực sự tiến hành chữa lành bằng cách vào phòng riêng và đóng cửa lại. Như thế có nghĩa là họ tĩnh tâm, thư giãn, thả lỏng và nghĩ về quyền năng chữa lành vô lượng bên trong họ. Họ đóng chặt cửa tâm thức trước tất cả những quấy nhiễu cũng như những sự việc xảy ra bên ngoài. Và sau đó họ truyền đạt yêu cầu hoặc mong mỏi của mình đến tiềm thức một cách thanh thản và chủ ý, với nhận thức rằng trí tuệ của tâm thức sẽ hồi đáp theo những nhu cầu cụ thể của họ. Và hãy nhớ rằng khi bạn hình dung kết quả mình mong muốn và cảm nhận tính xác thực của nó, thì nguồn sống bất tận theo đó sẽ hưởng ứng với sự lựa chọn và thỉnh cầu của ý thức. Điều này có thể được hiểu như hãy tin bạn đã nhận được và bạn sẽ nhận được. Đây cũng chính là điều mà các nhà tâm thần học hiện đại thực hiện khi họ thực hành liệu pháp cầu nguyện. Quy luật của niềm tin. Tất cả tôn giáo trên thế giới đều biểu trưng cho những dạng niềm tin khác nhau, và những niềm tin này được lý giải bằng nhiều cách. Quy luật của cuộc sống chính là niềm tin. Bất kỳ điều gì bạn tin tưởng về bản thân, cuộc sống và vạn vật, bạn sẽ nhận được. Niềm tin là một trong những ý nghĩ khiến cho sức mạnh của tiềm thức được phân bổ trong mọi phương diện đời sống, theo thói quen suy nghĩ của bạn. Hãy nhận thức rõ ràng rằng, ngay cả khi Kinh Thánh đề cập đến đức tin, nó cũng không phải nói đến đức tin trong một nghi lễ, nghi thức, hình thái, thể chế hoặc công thức nào đó, mà nó đang nói về tự thân của niềm tin. Niềm tin của tâm thức đơn giản là ý nghĩ của tâm thức. Đối với một người có đức tin, mọi chuyện đều có thể. Và chính vì vậy, thật ngốc nghếch khi đặt niềm tin vào bất cứ điều gì có thể gây hại hoặc tổn thương bạn. Hãy nhớ, không phải điều được tin tưởng là cái gây hại hoặc tổn thương bạn, mà chính niềm tin hoặc tư tưởng trong tâm thức của bạn đã tạo ra kết quả đó. Và tất cả trải nghiệm, hành động, sự việc và hoàn cảnh của đời bạn chỉ là sự phản ánh và hưởng ứng đối với chính tư tưởng của bạn. Ý thức và tiềm thức được định hướng một cách khoa học. Liệu pháp cầu nguyện hoặc thiền định là sự hoạt động đồng bộ, hài hòa và thông minh của các cấp ý thức và tiềm thức được định hướng một cách khoa học cho một mục đích rõ ràng. Và trong hình thức liệu pháp này, bạn chủ tâm lựa chọn một ý niệm, hình ảnh, tưởng tượng, dự định và mà bạn muốn trải nghiệm. Bạn nhận thức khả năng truyền tải ý niệm hoặc hình ảnh tưởng tượng này đến tiềm thức nhờ cảm xúc giác về tính xác thực của trạng thái đó. Khi bạn giữ vững trạng thái tinh thần của mình, sự cầu nguyện hoặc thiền định của bạn sẽ được hồi đáp. Và liệu pháp như vậy chính là một hoạt động tinh thần rõ ràng cho một mục đích cụ thể rõ ràng. Và hãy tưởng tượng bạn đang muốn vượt qua một khó khăn nào đó bằng liệu pháp thiền định hoặc cầu nguyện. Bạn nhận thức được rằng dù là gì đi nữa thì vấn đề bạn đang gặp phải hoặc căn bệnh bạn đang mang hẳn đã được sinh ra bởi những tư tưởng tiêu cực nằm trong tiềm thức. Và nếu có thể xóa sạch những tư tưởng đó ra khỏi tâm trí, bạn sẽ vượt qua được những trở ngại đang cản đường. Vì nhận thức được điều đó, bạn bắt đầu hướng đến sức mạnh chữa lành bên trong tiềm thức. Bạn tự nhắc mình về sự tồn tại của vô lượng năng lượng và vô lượng trí huệ cùng khả năng chữa lành của nó. Khi an nhiên trong sự thật này, nỗi sợ hãi của bạn sẽ dần tan biến, và chính hồi tưởng những chân lý này sẽ giúp bạn đánh bạc những niềm tin sai lầm. Và hãy tin rằng sự chữa lành sẽ xuất hiện. Hãy giữ cho tâm trí không nghĩ đến những khó khăn trở ngại cho đến khi bạn cảm thấy được dẫn dắt và tĩnh tâm.
Sau một khoảng lặng, hãy cầu nguyện hoặc tham thiền trở lại. Làm như vậy, bạn sẽ không lãng phí sức lực vào những tình trạng tiêu cực nữa. Và chính thái độ tinh thần này tạo nên sự hợp nhất, hài hòa của ý thức và tiềm thức để giải phóng sức mạnh chữa lành. Chữa lành nhờ đức tin là gì? Niềm tin vô điều kiện tác động như thế nào? Phép chữa lành nhờ đức tin được đề cập ở đây không phải là đức tin được nói đến trong Kinh Thánh, vốn có nghĩa là hiểu biết về sự tương tác giữa ý thức và tiềm thức. Một người chữa trị bằng đức tin là người trị bệnh mà không có bất kỳ hiểu biết khoa học thật sự nào về những năng lực và tác động liên quan. Họ có thể quả quyết mình có năng khiếu chữa bệnh đặc biệt, và chính lòng tin vô điều kiện của người bệnh đã giúp phép chữa trị đó hiệu quả. Ở nhiều nơi trên thế giới, những người chữa bệnh theo cách truyền thống thường điều trị cho bệnh nhân bằng cách nhảy múa, niệm thần chú, khẩn cầu thần linh. Ngoài ra, một số người bệnh có thể được chữa lành bằng cách chạm vào các thánh tích, mặc lễ phục theo nghi thức đặc biệt, thắp hương trầm hoặc nến thánh, hoặc uống một hỗn hợp thảo dược. Và bất kỳ điều gì khiến người bệnh tin tưởng và thành tâm vào phương pháp hoặc tiến trình chữa trị đều có thể giúp mang lại kết quả khả quan hơn. Và bất kỳ phương pháp nào khiến bạn chuyển từ sợ hãi, hoang mang sang tin tưởng và hy vọng đều có thể hiệu nghiệm. Để hiểu rõ niềm tin vô điều kiện tác động thế nào, hãy trở lại với trường hợp của bác sĩ người Đức Franz Anton Mesmer. Năm 1776, ông tuyên bố đã trị lành nhiều ca bệnh bằng cách dùng nam châm xoa lên cơ thể bệnh nhân. Sau đó, như đã nói ở chương trước, ông không còn dùng nam châm nữa mà thay vào đó là dùng tay lướt nhẹ qua cơ thể người bệnh. Và cách này cũng lại công hiệu. Và để lý giải sự thành công của phương pháp mới này, Mesmer đã triển khai một lý thuyết mà ông gọi là từ lực động vật. Và theo thuyết này, ông cho rằng có một dòng lưu chuyển tràn ngập khắp vũ trụ, nhưng nó hoạt động mãnh liệt nhất trong cơ thể người. Ông quả quyết chính dòng từ tính này đã truyền từ tay ông qua cơ thể người bệnh, và chính sự truyền từ lực động vật này đã cứu chữa họ. Và người bệnh khắp nơi lũ lượt kéo đến nhờ Mesmer chữa trị, và rất là nhiều trường hợp thành công đã được ghi nhận. Thời gian Mesmer chuyển đến Paris sinh sống, chính quyền sở tại đã bổ nhiệm một ủy ban để điều tra và giám sát về những trường hợp chữa lành của ông. Và ủy viên gồm các bác sĩ lỗi lạc và những thành viên viện hàn lâm khoa học, trong đó Benjamin Franklin cũng là một thành viên. Và sau khi điều tra kỹ lưỡng, ủy ban thừa nhận rằng Mesmer đã chữa khỏi những căn bệnh kinh niên. Tuy nhiên, họ không tìm được bằng chứng nào chứng minh tính đúng đắn của thuyết dòng từ tính của ông. Và họ cho rằng hiệu quả chữa trị có được là nhờ sự tưởng tượng của bệnh nhân. Không lâu sau sự kiện này, Mesmer bị trục xuất. Ông mất năm 1815. Ít lâu sau, bác sĩ James Press ở Manchester, Anh, đã bắt tay vào việc chứng minh rằng dòng từ tính chẳng có liên quan gì tới phép chữa trị của bác sĩ Mesmer. Bác sĩ Press cho rằng có thể các bệnh nhân đã bị đưa vào một giấc ngủ thôi miên do ám thị. Và khi họ ở trạng thái thôi miên, Mesmer đã thành công trong việc tạo ra những hiện tượng đáng kinh ngạc mà ông đã gán cho cái gọi là từ lực động vật. Có thể dễ dàng thấy rằng tất cả những sự chữa lành đó chắc chắn được tạo ra bởi sức tưởng tượng tích cực của bệnh nhân cùng với một sự ám thị mãnh liệt về sức khỏe đối với tiềm thức của họ. Chúng ta có thể tạm gọi đây là lòng tin mù quáng, bởi cả bệnh nhân lẫn nhà trị liệu đều không hiểu vì sao phép chữa trị đó lại xảy ra. Tâm thức của bạn không xấu, tác động của tự nhiên không xấu, xấu hay tốt, tùy thuộc vào cách bạn vận dụng sức mạnh của tự nhiên. Và hãy dùng tâm thức của mình để khơi gợi những điều tốt đẹp và truyền cảm hứng cho chính mình, cũng như cho mọi người ở khắp mọi nơi. Khi tâm trí thư giãn và bạn chấp nhận một ý niệm nào đó, tiềm thức sẽ đón nhận ý niệm đó. Niềm tin chủ quan. Tâm thức chủ quan hay tiềm thức của một cá nhân có thể nghe theo sự điều khiển của ý thức hoặc tâm thức khách quan của họ, cũng giống như cách nó nghe theo những lời ám thị của người khác. Điều này có nghĩa là bất luận niềm tin khách quan của bạn là gì, nếu
bạn đã thừa nhận hoặc tin tưởng một cách tích cực hoặc ngấm ngầm. Tiềm thức sẽ bị chi phối bởi sự ám thị và niềm mong mỏi của bạn sẽ thành hiện thực. Và niềm tin cần có trong phép chữa lành tinh thần và niềm tin chủ quan thuần túy. Để đạt được điều này, bạn cần loại bỏ sự chống đối mạnh mẽ từ phía ý thức hoặc tâm thức khách quan. Sự chữa lành sẽ mang lại hiệu quả tốt nhất nếu cả ý thức và tiềm thức ở trong trạng thái hoàn toàn chấp nhận niềm tin. Tuy nhiên, điều này không nhất thiết phải luôn luôn như vậy. Bạn có thể thiết lập một trạng thái thụ động và dễ cảm thụ bằng cách thả lỏng tinh thần và thể chất để rơi vào tình trạng buồn ngủ. Và trong trạng thái mơ màng này, sự thụ động của bạn trở nên dễ tiếp thu đối với các ấn tượng chủ quan. Một người đàn ông từng hỏi tôi làm thế nào mà một mục sư có thể chữa lành cho tôi chứ. Khi ông ấy bảo tôi không hề có bệnh gì cả, tôi không tin. Thế mà sau đó tôi lại hết hẳn bệnh. Sao có thể như vậy chứ? Lời giải thích rất đơn giản. Người đàn ông này đã được vị mục sư xoa dịu và làm cho yên tâm bằng những lời ám thị. Sau đó, ông như rơi vào một trạng thái bị ru ngủ, không nói và không suy nghĩ gì vào lúc này. Ngay cả vị mục sư cũng trở nên thụ động. Ông cứ liên tục khẳng định một cách bình thản, thư thả trong nửa tiếng đồng hồ rằng người đàn ông này sẽ có sức khỏe, tráng kiện, an bình, hài hòa và nguyên vẹn. Sau nửa giờ, người đàn ông cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, khỏe mạnh trở lại. Thật dễ nhận thấy rằng lòng tin chủ quan của người đàn ông đã được biểu thị nhờ sự thụ động của ông trong quá trình điều trị và những lời ám thị của mục sư về sự lành lặn hoàn toàn được truyền đến tiềm thức của ông. Hai tâm thức chủ quan bây giờ đang trong trạng thái hài hòa, trạng thái hòa hợp. Nếu người đàn ông này thể hiện sự nghi ngờ về năng lực và tính đúng đắn trong lý thuyết của người chữa trị, thì chắc chắn điều này sẽ tác động như một sự ám thị trái ngược với những điều đã xảy ra. Và những lời ám thị của vị mục sư hẳn là đã bị ngăn trở nghiêm trọng hoặc thậm chí thất bại hoàn toàn. Tuy nhiên, trong trạng thái mơ màng, thờ thẫn này, sức kháng cự của ý thức trong người đàn ông đã giảm sút đến tối thiểu. Vì vậy, tiềm thức của người bệnh ở trong trạng thái dễ tiếp nhận nhất đối với những ám thị của vị mục sư. Tiềm thức đã thực hiện chức năng của nó một cách hài hòa với những ám thị đó và việc chữa lành đã có hiệu quả. Ý nghĩa của sự chữa trị từ xa. Giả sử bạn đang sống ở Los Angeles và bạn hay tin mẹ bạn ở thành phố New York đang lâm bệnh nặng. Ngay lập tức, có thể bạn sẽ muốn vứt bỏ tất cả để đến ngay với bà. Nhưng sẽ ra sao nếu điều đó không thể? Lúc đó, liệu bạn có từ bỏ mọi hy vọng được góp thêm sức mạnh lòng tin vào quá trình bình phục của mẹ bạn không? Không nhất thiết phải như thế. Hãy nhớ rằng, nếu bạn không thể hiện bằng xương bằng thịt bên cạnh mẹ bạn, thì những lời cầu nguyện của bạn vẫn sẽ đến được với bà. Và chính là đức tin trong bạn đã làm việc đó. Chỉ có một tâm thức sáng tạo duy nhất và quy luật sáng tạo của tâm thức sẵn sàng phụng sự bạn. Điều bạn cần làm là tạo ra một nhận thức tinh thần rõ rệt về sức khỏe và sự hài hòa trong đầu bạn. Và mọi thứ sẽ tự động hưởng ứng theo. Sự nhận thức nội tâm này thực hiện vai trò của nó thông qua tiềm thức và sẽ vận hành trong tiềm thức của mẹ bạn. Những ý nghĩ về sự khỏe khoắn, sức sống và sự hoàn hảo vận hành thông qua tiềm thức phổ quát. Chúng khởi động một quy luật về phương diện chủ quan của cuộc sống vốn tự biểu hiện qua cơ thể bà như một sự chữa lành. Và trên phương diện tâm thức, không tồn tại thời gian lẫn không gian, cũng một tâm thức đó sẽ vận hành thông qua mẹ bạn và qua bạn, bất luận bạn đang ở đâu. Trên thực tế, trị liệu từ xa không khác trị liệu hiện diện. Đơn giản vì tâm thức phổ quát hiện hữu khắp nơi. Đừng cố gửi đi hay giữ lại ý nghĩ. Sự chữa trị của bạn là một động thái có ý thức về ý nghĩ. Khi bạn ý thức về sự khỏe khoắn, an lạc và nhẹ nhõm, và những điều ấy sẽ trỗi dậy trong cảm nghiệm của mẹ bạn, và kết quả theo đó sẽ hiển hiện. Sau đây là một ví dụ có thật về cái được gọi là sự chữa trị vắng mặt. Một phụ nữ ở Los Angeles hay tin mẹ cô ở New York đang bị chứng nhồi máu cơ tim. Cô không thể đến bên cạnh bà ngay, nhưng đã cầu nguyện như sau. Quyền năng chữa lành ở ngay nơi mẹ tôi. Tình trạng cơ thể của bà chỉ là sự phản ánh đời sống tư tưởng của bà, giống như những hình bóng chiếu trên màn ảnh. Và tôi biết rằng sẽ thay đổi những hình ảnh này, tôi phải thay đổi điều chúng phản ánh.
Giờ đây, tôi phóng chiếu trong tâm tưởng của tôi hình ảnh sự nguyên vẹn, hài hòa và sức khỏe khang kiện của mẹ tôi. Quyền năng chữa lành vô lượng đã tạo nên thân thể mẹ tôi và những cơ quan bà giờ đây đang thấm đẫm từng phần tử con người bà. Và một dòng sông an bình chảy qua mọi tế bào trong cơ thể bà. Tôi biết rằng bệnh tật không phải là cái có thật, bởi nếu có thật thì chẳng ai có thể chữa lành cả. Chẳng ai có thể được chữa lành cả. Tôi giờ đây đang hòa mình vào suối nguồn bất tận của tình yêu và sự sống. Tôi biết sự hài hòa, khỏe khoắn và an bình cũng đang được biểu lộ trong cơ thể mẹ tôi. Cô cầu nguyện như thế vài lần mỗi ngày và sau vài tuần mẹ cô đã bình phục hoàn toàn. Và chính phần kết quả xuất hiện trong tâm thức cô gái và được cô chấp nhận với lòng tin tuyệt đối đã khởi động năng lượng sáng tạo trong tâm thức chủ quan phổ quát. Điều này đã tự biểu lộ qua cơ thể mẹ cô thành sức khỏe và sự hài hòa tuyệt hảo. Những gì cô gái cảm nhận là thật về mẹ mình đã biểu đạt trong chính cảm nghiệm của mẹ cô. Giải phóng tác động, động lực, động học của tiềm thức. Một cái phần để xem. Giải phóng tác động, động học của tiềm thức. Một người bạn của tôi đồng thời cũng là một nhà tâm lý học kể cho tôi nghe rằng xét nghiệm sinh thiết của cô cho thấy các tế bào ung thư đã xuất hiện trong một cơ quan trọng yếu. Và các bác sĩ chuyên khoa ung thư đề nghị cô áp dụng một phép trị liệu khá đau đớn và nguy hiểm. Và trước khi đồng ý, bạn tôi đã thử một phương pháp khác. Mỗi tối trước khi đi ngủ, cô âm thầm quả quyết từng tế bào, dây thần kinh, mô và cơ quan của tôi giờ đây đang được làm cho khỏe mạnh, nguyên vẹn và hoàn hảo. Và cả cơ thể tôi đang hồi phục sự khỏe khoắn và hài hòa. Trong khoảng thời gian một tháng, một sự chữa lành hoàn toàn đã xảy ra. Các cuộc xét nghiệm sau đó cho thấy tế bào ung thư đã biến mất. Câu chuyện này khiến tôi rất ấn tượng nhưng cũng hiếu kỳ không kém. Tôi đã hỏi cô vì sao lại chọn cách lặp đi lặp lại những lời quả quyết đó trước khi đi ngủ. Cô đáp, một khi được phát động theo một chiều hướng nào đó, tác động động học của tiềm thức sẽ tiếp tục hoạt động trong giấc ngủ của bạn. Đó là lý do vì sao việc truyền cho tiềm thức một ý niệm tích cực để nó tiếp tục tác động trong thời gian ta đang ngủ là hết sức quan trọng. Đây là câu trả lời rất sáng suốt. Cũng cần lưu ý rằng, trong suy nghĩ về sự hài hòa và sức khỏe hoàn hảo, cô không bao giờ đả động đến hiện trạng của mình. Chính vì vậy, tôi mạnh dạn đề nghị bạn không nên nói hay nghĩ gì về tình trạng ốm đau cũng như không đề cập đến các chứng bệnh mình đang mắc phải, đặc biệt là vào khoảng thời gian trước khi ngủ. Sự quan tâm và lo lắng đối với tình trạng bệnh tật sẽ tiếp tục đi vào giấc ngủ. Tác động như một ý niệm sẽ được thừa nhận là đúng lên tiềm thức và khiến ý niệm đó cũng sẽ tìm cách biểu thị. Mặt khác, nếu bạn không ngừng gọi tên những cơn đau và triệu chứng và bàn luận về chúng, vô tình bạn đã cho chúng quyền tác động và chi phối bạn, đồng thời ngăn trở tác dụng động học vốn phóng thích sức mạnh và năng lượng chữa lành của tiềm thức. Và hãy rót đầy tâm trí bằng những chân lý vĩ đại của cuộc sống và tiến tới trong ánh sáng của tình yêu. Ok, hôm nay đọc tới đây đi nha cả nhà. Nó còn có một phần nhỏ thôi ha. Đó là phần điểm lại những ý cần nhớ. Thôi mình đọc luôn cái phần này nha cả nhà. Hãy khám phá những điều có tác dụng chữa lành đối với bạn và hãy nhận thức rằng những định hướng đúng đắn mà tiềm thức nhận được sẽ chữa lành cho tinh thần và cả thể chất của bạn. Và hãy lập kế hoạch rõ ràng để chuyển đến tiềm thức những mong muốn và ước vọng của bạn. Hình dung kết cục mong muốn và cảm nhận tính xác thực của nó và hãy cứ nghĩ về nó và bạn sẽ nhận được những kết quả rõ ràng. Xác định niềm tin là gì? Hãy biết rằng niềm tin là một tư tưởng trong tâm thức và rằng bạn đã tạo ra những điều bạn đã nghĩ. Cái số 5 là thật ngớ ngẩn khi tin vào bệnh tật hoặc bất cứ điều gì gây hại hoặc tổn thương bạn. Hãy tin tưởng vào sức khỏe, hoàn hảo, sự thành công, an bình, sung túc và sự linh hướng. Cái số 6, những tư tưởng vĩ đại và cao nhã cư ngụ thường xuyên nơi bạn sẽ trở thành những hành động cao thượng. Cái số 7, vận dụng sức mạnh của liệu pháp cầu nguyện trong cuộc sống của bạn. Lựa chọn một kế hoạch ý niệm hoặc hình ảnh nội tâm nhất định hợp nhất với ý niệm đó về mặt tinh thần và cảm xúc. Và khi bạn giữ vững trạng thái tinh thần của mình, lời cầu nguyện của bạn sẽ được hồi đáp. Cái số 8,
Luôn nhớ, nếu thật sự muốn có được sức mạnh chữa lành, bạn có thể có nó nhờ lòng tin, chính là sự hiểu biết về hoạt động của ý thức và tiềm thức. Lòng tin đến cùng sự hiểu biết nha cả nhà. Cái số 9, lòng tin mù quáng hay lòng tin vô điều kiện, nghĩa là một người có thể đạt được kết quả chữa lành mà không có bất cứ hiểu biết khoa học nào về những sức mạnh và tác động có liên quan. Cái số 10, hãy học cách cầu nguyện cho những người thân yêu đang lâm bệnh của bạn và hãy lắng dịu tâm hồn, những ý nghĩ về sự khỏe khoắn, sức sống và sự hoàn hảo vận hành qua tâm thức chủ quan, phổ quát sẽ được cảm nhận và hiển lộ trong tâm thức người thân của bạn. Trước khi ngủ, hãy hình dung những ước vọng và mong mỏi mà mình đã thành sự thật và hãy ngủ trong an bình và thức dậy trong hân hoan. Ok cả nhà nha, trước khi ngủ hãy hình dung những ước vọng và mong mỏi của mình đã thành sự thật, hãy ngủ trong an bình và thức dậy trong hân hoan. Rồi ok, hôm nay tới đây thôi, cũng khá là trễ rồi nè. Rồi cả nhà nhớ chưa, chúng ta tin và chúng ta sẽ có, không tin là không có. Những gì có trong đầu thì sẽ có trên tay. Vậy nha cả nhà. Rồi cả nhà có ý kiến gì, có những cái cảm nhận gì xong trong cái phần đọc sách đó, là cả nhà hiểu như thế nào về cái phần cuốn sách Sức Mạnh Tiềm Thức này rồi. Nếu mà có gì thì cả nhà nhớ bình luận cho Thủy biết nha. Bye bye cả nhà.